Chùa Phổ Minh, còn được gọi là Chùa Tháp, là một ngôi chùa cổ kính tọa lạc ở thôn Tức Mặc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo, Chùa Phổ Minh còn là ngôi chùa tháp lớn nhất, cổ nhất và còn nguyên vẹn nhất ở Việt Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên, Chùa Phổ Minh được xây dựng từ thời Lý, được mở rộng trong thời gian triều đại nhà Trần. Chùa là di tích có danh tiếng trong tập bản đồ Hồng Đức vẽ năm 1470 và được coi là đại danh lam của nước Đại Việt. Đây còn là một trong những nơi tu hành của Đức Quân Vương Trần Nhân Tông cùng với sư Pháp Loa và Huyền Quang. Sau khi Kim Phật Trần Nhân Tông viên tịch, vua nối ngôi Trần Anh Tông đã sai người làm kiệu bắt cống bằng đá và xây tòa tháp lên trên, sau đó đặt 7 trong số 21 viên xá lị của vua cha vào hòm đá quý, đưa vào trong tháp Phổ Minh ở trước cửa chùa. Tháp Phổ Minh có 14 tầng, cao 19,51m. Hai tầng tháp dưới cùng xây bằng đá, có chạm khắc hoa văn cánh sen, hoa văn sóng nước. 12 tầng trên xây bằng gạch bắt mắt, để trần không chát. Mỗi đầu viên gạch có dòng chữ Hưng Long Thập Tam Niên, tức năm Hưng Long thứ 13, 1305, và khắc họa hình rồng nổi thời Trần. Đỉnh tháp có một khối đá tạo dáng hình bông sen nhiều lớp cánh. Bên cạnh đó, cụm kiến trúc chính của chùa có các gian tiền đường và tòa thượng điện. Sau thượng điện, cách một sân hẹp là ngôi nhà dài 11 gian. Ở giữa là 5 gian nhà tổ, bên trái là 3 gian nhà tăng và bên phải là 3 gian điện thờ. Chùa Phổ Minh thờ Phật giống như các ngôi chùa khác. Thế nhưng hơn hết, nơi đây là nơi thờ phụng và có mối liên hệ mật thiết tới Đức Vua, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, người đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm, đưa chùa Phổ Minh trở thành một trung tâm tôn giáo lớn của quốc gia Đại Việt. Bởi vậy, trong chùa đang thờ 3 vị tổ của thiền phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông sáng lập ra dưới triều Trần. Trong đó, chính giữa là tượng vua Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, tư thế nằm nghiêng, đầu gối lên tay trái, tay phải duỗi thẳng đặt lên người. Cả bức tượng được đặt trong một khám thờ khối hình chữ nhật. Bên trái tượng Trần Nhân Tông là tượng Pháp Loa, đệ nhị tổ Trúc Lâm, và bên phải là tượng Huyền Quang, đệ tam tổ Trúc Lâm. Bộ tượng Trúc Lâm tam tổ ở chùa Phổ Minh có niên đại từ thế kỷ 17, được tạo tác bằng chất liệu gỗ, sơn son, thép vàng. Đây là bảo vật quốc gia được chính phủ công nhận theo quyết định số 41 ngày 30 tháng 1 năm 2023 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký. Được biết, năm 2012, chùa Phổ Minh đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Đây là một địa điểm tâm linh và du lịch quan trọng, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Chùa Phổ Minh không chỉ là một ngôi chùa cổ kính, mà còn là một di tích lịch sử và văn hóa đầy ấn tượng.